Con này bán được nhiều. Không buông luôn. Không tin là không ấy rồi, nó chạy má luôn thiệt luôn á, không tin là chim rừng luôn. Má lửa ghê dữ. Ui chạy thịt luôn, ghê rồi chứ. Này bắt về nuôi được ạ. Đây là bói rừng nha mọi người, chứ không phải là chim nuôi gì hết nha. Không ngờ là con bói rừng chạy quá. Lát lại nữa. Rồi. Điên rồi mà. Tự cho nó điên lại.